bạn có biết ngoài các bậc phụ huynh thì ai là người muốn chúng ta cưới sớm không? Xin thưa, câu trả lời chính là đám bạn thân trời đánh của chúng ta đấy. Trong một hội chơi chung, kiểu gì cũng có một gương mặt được cả lũ giật giả, suốt ngày trêu chọc và hối cưới, bất kể nó có bồ hay không. Và với nhóm bạn thân của Salim, thì nhân vật được chọn chẳng phải ai khác mà chính là nàng Wajie. Toàn bộ bằng chứng chứng minh vụ quấn cưới đã được Salim tung lên trang cá nhân mình khiến dân tình được phen cười no. Không nghi ngờ gì nữa, Salim chính là nhân vật bị hội bạn quấn cưới sớm nhất. Chuyện là sáng nay Salim có đọc được bài báo hay, tính share ngay lên Facebook để cả nhà cùng đọc. Vì tới giờ tập rồi nên cắt sân được cô nàng viết hết sức ngắn gọn, chỉ có một icon hình trái tim. Ai ngờ đâu chính sự ngắn gọn đó lại gây ra rắc rối, bởi lẽ không biết do dội dàng quên bút link hay do Facebook lỗi mà link bài báo thì chẳng thấy đâu, có mỗi hình trái tim đỏ chót hiện lên Netflix. Nguồn cơn gây ra hiểu lầm là đây, và bên dưới comment là vô vàn lời cà khịa vui từ bạn bè. Mà đang yên đang lành đăng ảnh tim thì chắc chắn là có biến. Mọi người hiểu lầm cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Chỉ trong vòng mấy tiếng tập tành, Salim đã bị nổ notification bởi nào là inbox, nào là comment, và cái đấy đều khăng khăng rằng wow, Salim sắp cưới rồi cả nhà à. Chỉ tội nàng quá dịp, ngơ ngơ ngắt ngắt chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Tới lúc hiểu được thì Salim cũng chỉ biết đăng cả ta tớt lẫn to ri Instagram để thanh minh thôi. Yên tâm, bao giờ em cưới em sẽ rình rang cho các bác xem, ha ha, cô nàng dở khóc dở cười. Một người bạn của Salim inbox trách móc vì cô nàng sắp cưới mà không báo bạn. Tội cô nàng phải thanh minh ngay và luôn. Sự cố hài hước của Salim chứng minh cô nàng chính là thành viên được cả nhóm tin mong thoát ấy nhất. Bên cạnh đó, một số chuyên gia cũng cho rằng chắc chắn Salim đã có bồ rồi nên bạn bè mới quấn như thế. Tất nhiên, thực hư thế nào thì cứ chờ sẽ biết.